diệt khuẩn dây nội soi ống mềm là một trong những khâu quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng của thủ thuật và an toàn cho người bệnh. Nếu công tác khử khuẩn không tốt, người bệnh có thể bị lây nhiễm các loại vi khuẩn như vi khuẩn Helicobacter pylori, virus gây viêm gan B, viêm gan C, virus HPV gây các bệnh u nhú ở đường tiêu hóa. Một trong những yêu cầu khắt khe ở trong nội soi là tránh lây chéo giữa các bệnh nhân với nhau. Thế nên quy trình diệt khuẩn dây nội soi và các dụng cụ nội soi là rất quan trọng. Ở phòng khám Hoàng Long chúng tôi có sử dụng công nghệ diệt khuẩn dây và các dụng cụ bằng máy IHI của Nhật Bản. Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với công nghệ diệt khuẩn bằng ozone, thân thiện với môi trường và phù hợp với mọi loại dây soi. Làm sạch dây nội soi ống mềm bằng tay. Trước khi đưa vào máy diệt khuẩn, toàn bộ thân và lòng ống dây nội soi sẽ được các kỹ thuật viên cọ rửa bằng khăn và chổi chuyên dụng trong dung dịch. 100% thiết bị y tế của phòng khám được khử khuẩn, diệt khuẩn bằng hệ thống tạo ozone hiện đại IHI và Scott B. Puppy Nhật Bản. Hệ thống khử khuẩn được nhiều cơ sở nội soi hàng đầu trên thế giới sử dụng. Quy trình tạo nước ozone, công nghệ khử khuẩn bằng ozone không độc hại, không sử dụng hóa chất, thân thiện với môi trường, phù hợp với mọi loại dây soi. Quá trình tiệt khuẩn, hiệu quả tiệt khuẩn của phương pháp khử khuẩn bằng ozone rất tốt, đạt tới 94,6%. Phân hủy ozone, ozone sẽ tự động phân hủy sau khi thiết bị nội soi được làm sạch. Dây nội soi ống mềm sau khi đã được làm sạch theo quy chuẩn quốc tế về thời gian và phương thức xử lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh sẽ được đưa vào sử dụng.